bằng thụ tinh nhân tạo sau 9 năm kết hôn. Tối ngày 13 tháng 9, trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Ngọc bất ngờ chia sẻ niềm vui và hạnh phúc khi cho biết cô và chồng đã có được người con trai đầu lòng sau nhiều năm khó khăn. Cô viết, hôm nay rằm tháng 8, Tết Trung Thu, Tết Đoàn Viên, mẹ ngắm trăng, ánh trăng trải dài lấp lánh xuống mặt sông trước nhà mình thật đẹp. Trong tay mẹ cũng ôm ấp một vầng trăng, vầng sáng dịu ngọt ấm áp của đời mẹ, thương quá nhiều con trai nhỏ của mẹ. Thanh Ngọc chia sẻ hình ảnh bàn tay con trai ngay trong đêm trung thu đông đảo nghệ sĩ và khán giả chúc mừng Thanh Ngọc có được niềm hạnh phúc to lớn sau nhiều năm vất vả. Thanh Ngọc chia sẻ thêm về niềm vui và hạnh phúc của mình khi được làm mẹ. Sau bao nhiêu năm trông đợi, không sao kể hết những gian nan vất vả đã trải qua, em cũng đã dặn ra được con heo con các bác ạ. À. Em gửi lời cảm ơn và tình yêu thương của vợ chồng em đến những người thân bạn bè đã luôn động viên, luôn cầu chúc những điều tốt lành đến với gia đình nhỏ của em. Bé ủn xin chào cả nhà ạ. À. Ca sĩ Thanh Ngọc và ông xã kết hôn đã 9 năm, nay cô mới có được niềm hạnh phúc trọn vẹn các bạn bè nghệ sĩ khán giả như vỡ hòa trước tin vui của nữ ca sĩ nhiều lời chúc mừng và chia sẻ dành cho thanh ngọc khi cô chào đón đứa con đầu lòng là một bé trai ít người biết ca sĩ thanh ngọc sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo bởi cơ địa của thanh ngọc không dễ sinh con cô từng mất rất nhiều năm cố gắng mới có thể mang thai thành công thanh ngọc từng có khoảng thời gian buồn và vất vả khi mong muốn có con